Chào các bạn đến kênh xem cách 24 giờ. Sacha 110 đột chất phát bài cùng với style vàng lạ mắt. Cái chiếc Sacha 110 đổi dưới đây được dùng dao kéo là toàn bộ phần bên ngoài. Phong cách kiển nhẹ nhàng, đơn giản bằng loạt option đồ chơi quen thuộc. Cái điểm nhấn khiến con xe này trở nên là mới lạ chính nhờ vào một cái tông màu vàng lạ mắt mà em ấy đang sở hữu. Vị trí tay con tiêu em một cái điểm nhấn đơn giản hài hòa cho cái phần kia đồng bên trái. Mẫu sản phẩm này có mức giá tầm là 3 triệu đồng, đi kèm với rất nhiều tính năng ưu việt như rảnh gió ở đuôi tay thắng, chống gãy và núm tăng đường, thì chỉ duy nhất là cái chân kính là phải mình lại chỉ nguyên bản của nó là không có. Sử dụng trên mình cái cụm tay thắng của Rainbow AZ đảm nhận cái chức năng kiểm soát hành trình phanh trước của chiếc xế. Những chi tiết ốc bắt vòng dây đồng, ốc chỏ bần đều được khai bằng cái tiểu ốc Rinam được điện bên lên cái màu xanh lục bảo rất là bọc trên cái nền dạng áo vàng. Xung quanh dây đồng được bao phủ bởi dạng ốc Rinam được điện phân lên cái màu xanh lục bảo nơi bọc. Bên cạnh đó còn thêm cái cụm công tắc và tăng tốc Domino hay dây da. Cái món đồ chơi cơ bản hiện nay mà hầu hết những dòng như Raider, Sacha hay là Sonic đều trang bị để dọn kiện. Cái phần dây áo được khoét rộng hơn rất nhiều để trang bị cho mình một cây trợ lực Hardin kẹp sườn đi cùng với 24 nấc chỉnh để chống sạc lắc phần đầu xe khi dòng độ cao. Cấu tạo phần ti là quá dài nên người thợ phải bắt vào nó hơi xéo tí xíu ăn gian cái chiều dài để không bị cả cứng vào chân người khi đánh hết tay lái vào phải. Cái dàn chỉnh dùng cho mình heo dầu Rainbow logo đỏ hai bit đã xứng được cố định lên xe thông qua một cái khoét được làm bằng liệu nhôm y khối. Bên cạnh đó còn có dầu đất được bấm nhầu CNC ôm theo đúng cái ốc dầu để tránh cái uốn cong dây trong quá trình sử dụng. Cái giảm sốc sao được cải thiện hơn, êm ái hơn bằng phục Hollin bằng dầu rời. Một trong những mặt hàng đồ chơi phụ kiện sang chảnh được trang bị trên những cái chiếc siêu mô tô trong cái trận đua mà còn được dùng trong rất nhiều cái dòng xe phổ thông ở Việt Nam. Nào đến đây thôi cũng đã hiểu được cái phong cách chơi xe máy của dân Việt sành điệu và chịu chi đến mức nào. Và giá của chiếc Sacha 150 2009 hiện nay rơi vào tầm 53 triệu đồng, dao động theo từng màu sắc, mức giá trên chiều gần thuế ra biển số. Hiện nay sẽ được phân phối tại các hãng bán xe tư nhân. Đây được xem một mức giá bán cũng ấn tượng, hấp dẫn để các bạn sở hữu một cái chiếc xe nhập khẩu trực tiếp từ Honda Indo. Sonic 110 độ full option hàng khủng có mức giá trên cả 100 triệu đồng. Là một hậu vệ của chiếc Sonic 125 nổi tiếng và trước đó là một cái dòng 2 thì Nova Dash 125. Honda Sonic 105R đã và đang là một cái dòng Hybrid Unborn được ưa chuộng nhất hiện nay. Dù không được phân phối ở Việt Nam nên cái dòng xe này được các cửa hàng tư nhân nhập khẩu về có mức giá bán cũng hơi cao. Cái mẫu Sonic 110 độ hôm nay mình đem lại cho các bạn được trang bị vô vàn những món đồ chơi hàng hiệu tạo ra cái sự thẩm mỹ cho cái chiếc xe và tăng thêm giá trị cho bản độ bằng hai cái chiếc xe Sonic nguyên bản nữa. Trang bị cho mình cái cụm công tắc Daytona Mini ngoài làm kiển thì sản phẩm này còn đi kèm công tắc Domino cho người chủ chế tùy thích những chức năng. Cái cụm con ZIC Freelight tích hợp khả năng chống gãy nhằm giảm hại cho cái sự té ngã. Ngoài ra trên phần tay thắng còn có một cái lỗ cho gió lùa qua rất là khi học. Bên cạnh còn được trang bị thêm cái cụm tăng tốc Domino giúp rút ngắn hành trình chia ga cho chiếc xe để bay nhanh nhất. Cái cụm thắng Rainbow Disc có nhiệm vụ kiểm soát lực phanh cho các heo trước của xe. Thương hiệu Rainbow đã quá quen thuộc anh em chơi xe trong nhiệm qua nên mình không cần phải phân tích quá rõ về cái phần tay thắng. Những cái dòng xe thi một độ luôn đòi hỏi xe cần phải là không sàn lắc khi lên độ cao. Nắm bắt được nguyên lý đó nên người chủ đã mạnh tay trang bị trợ lực Matrix cho chiếc xe giữ vững phần đầu khi đạt độ cao, đặc biệt là trong những cung đường thẳng. Cái điểm đặc biệt ở bản độ này chính là phần dây dầu trước được bấm ngắt dầu sau ly. Sử dụng trên những cái trường hợp là tháo heo dầu ra độc hộp, dầu vẫn giữ lại bên trong dây, lắp vào heo không cần phải canh chỉnh lại và xả gió cũng rất là tiện lợi, tiết kiệm thời gian. Heo dầu Rainbow Moto 3 hai bit đã xứng trong heo dầu nạch cực phẩm có mức giá tầm trên 30 triệu đồng. Lý do nó mắc bởi cấu tạo của nó là CNC nguyên khối chứ không còn là hai mảnh ráp lại như các dòng khác. Cấu trúc heo đặc biệt nên cái bắt heo cũng được vẽ và chạy CNC lại.
tăng thêm cái chút màu sắc hơn cho cái phần dây dầu bằng hai góc roti bắt vào heo và ốc chó kỳ tăng. Đĩa cốt Rainbow Oversize trước 267, một món đồ chơi chưa phù hợp lắm với cái lỗ ốc của mâm phần nhỏ, nên người chủ phải làm thêm một tấm lòng CNC. Dây trước được ốp carbon bơ tạo một điểm nhấn cho cái dàn áo của chiếc Smith. Trang bị bên đặt Rainbow tích hợp cái ổ chỉ dầu liền được bắt vào sườn xe thông qua một phát CNC nhỏ hình tam giác như các bạn được thấy. Cốc này ta còn thấy người chủ muốn khoe cho những bạn thấy một cái bột cắt dầu sau ly dẫn dầu từ bên xuống cái heo dầu sau. Còn đây là nhớ cảnh về heo dầu Rainbow HLC phía sau xe. Cấu tạo có cái phần nhỏ gọn như cái sản phẩm này xứ đến từ Ý và có mức giá bán rơi vào tầm 36 triệu đồng. Tương đương với một cái con xe Tay ga tầm trung hiện nay ở trên thị trường. Ở dụng trên mình những chiếc là phần có lớn của nhỏ và cần chỉ là cái bát heo cho phù hợp. Hai thở dụng cable STB Titan kết hợp cùng với cái bồn Over Racing của Nhật Bản được rất nhiều biker chạy xe này được tin dùng bởi chất lượng bên trong và âm thanh dẻo ngoài Titan cũng vô cùng bắt mắt. Còn cảnh một nửa những món đồ chơi cho cái dàn chuyên sàn của chiếc Smith. Em ấy còn được trang bị cho mình một cái cục Holding bình dầu rời. Đây được coi là một cái lỗ giảm sóc cao cấp. Rất nhiều tay chơi xe chỉ ở nước ta ưa chuộng. Xuất xứ đến từ xứ Đài Loan. Xuất xứ đến từ Điển nhưng đa phần các dòng là phân cái nhỏ đều được nhà máy bên phía Thái Lan chịu trách nhiệm gia công và sản xuất. Sử dụng trên mình cái đĩa đải CNC phía sau đem lại chiếc xe khả năng vận hành êm ái, giảm cái tiếng ồn di chuyển, trọng lượng cũng nhẹ và cái độ thẩm mỹ rất cao. Cái dàn chính dùng cái mâm của Raceboy CNC màu cam. Dòng mâm này là dòng cao cấp, mức giá cao nhất dành cho những chiếc phân khối nhỏ ngày nay. Kiểu mâm này được ngừng sản xuất vì mức giá thành của nó được đội lên gấp đôi. Tính thời điểm hiện nay để sổ được người chơi phải chia ra số tiền là khoảng 30 triệu đồng. Và đây là góc ảnh đẹp của em ấy. Cảm ơn các bạn theo dõi clip này để tiếp nhớ like, subscribe.